Đây là. Ê ơi, xe nó cứ hỗn độn, nó đông như này bao giờ đi được hả? Nó xịt nước hoa, thôi, xin ngài. Là bám tay nhau để sang đường nào. Ê ơi, nếu biết được cái hội chợ này nó bán cây rời cái đất gì mà đi đâu. Nào đây. Đây. À, bố đất con kìa. Bóng mấy lúc ơi. Như đi hội nhỉ. Chờ đêm Đà Lạt đấy chị Hoa ơi. Chả hiểu là vào đây để mua cái gì nữa cơ. Chịu chết. Bùi Nam, Đồng Nam. Ôi trời ơi, chợ nó nhiều hội này. Anh Thi ơi, dẫn con đấy. Dẫn con bóng ấy kìa. Lục có đi với cậu rồi. Lục đi với Trung Dương. Lục khôn lắm, Lục đi với cậu. Lạ mà đi máy bay chẳng mang được cái gì chị ạ. Nó toàn đồ ăn đồ uống thôi, có trò gì đâu này. Toàn đồ ăn như này này. Ô mà chợ nó đông thì thôi rồi luôn. Nếu bỏ cơm cũng cá với thả lấu nha anh chị ơi. Thấy có một cái nóng nhỉ. Chứ nó không có chống ai cũng sửa rồi.